lại nữa thiện hiện tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm có tham sân si chẳng phải tâm có tham sân si chẳng phải lìa tâm tham sân si của các loại hữu tình ấy vì sao vì hai loại tâm ấy chẳng hòa hợp này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm lìa tham sân si tâm chẳng phải có tham sân si tâm chẳng phải lìa tham sân si của các loại hữu tình ấy vì sao vì hai loại tâm ấy chẳng hòa hợp này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm có tham tâm lìa tham tâm có sân tâm lìa sân tâm có si tâm lìa si của các loại hữu tình ấy lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy bạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy này thiện hiện tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy không rộng không hẹp không tăng không giảm không đến không đi vì lìa tâm tánh nên chẳng phải rộng chẳng phải hẹp chẳng phải tăng chẳng phải giảm chẳng phải đi chẳng phải đến vì sao vì tự tánh của tâm không sở hữu thì cái gì rộng cái gì hẹp cái gì tăng cái gì giảm cái gì đi cái gì đến này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy, không đi không đến, không sanh không diệt, không trụ không dị, không đại không tiểu. Vì sao? Vì tự tánh của tâm không sở hữu, chẳng phải đi, chẳng phải đến, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải trụ, chẳng phải dị, chẳng phải đại, chẳng phải tiểu này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy bạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy. Tình ấy, chẳng phải trụ chẳng phải chẳng trụ chẳng phải đi chẳng phải chẳng đi vì sao vì tánh của tâm vô lượng vô lậu vô y như vậy đâu có thể nói là có trụ chẳng trụ có đi chẳng đi này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy